A-di-đà-phật, con kính chào sư phụ. Châu Thanh xin kính chào chư tôn đức và tất cả quý đại chúng. Bà ơi, đã 8 năm rồi bà ra đi. Là 8 năm tôi và con gái của mình luôn nhớ thương bà nhiều lắm. Hôm nay mùa Du Lan, tôi về lại tỉnh Thất Quan Âm để dự lễ và thăm sư phụ Đại Đức Thích Giác Nhàn. Rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho hương linh của bà được siêu thoát. À, bà ơi, bà có biết không, hôm nay về đây không phải chỉ của mình tôi đâu, mà có rất nhiều Phật tử ở khắp nơi về đây để niệm Phật đó bà. Vì câu niệm Phật A-di-đà là nó vô lượng công đức đó bà ơi. Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng, còn lễ Phật một lễ tổ diệt hà sa. Tổ thầy đã chỉ dạy rồi. Bà ơi, bà biết không, sư phụ Giác Nhàn mới dạy cái cách niệm Phật nhép môi, vừa khỏe mà lại rất chứng nghiệm đó bà. Tôi niệm cho bà nghe. Tôi sẽ niệm Phật thật nhiều để hồi hướng cho bà, và để mai mốt này mạng bao thân tôi cũng được về nơi cực lạc đó bà. Bà ơi, nghe tiếng chuông chùa vọng vang vang, mà tôi nhớ thương bà vô hạn. Tưởng rằng ta mãi bên nhau, nào ngờ cách biệt xiết bao đau buồn. Đời sau như một tân tuồng, sanh ly tử biệt còn buồn nào hơn. Ôi thời gian trôi qua, sự sống của con người ngắn lại. Bà ơi, vẫn biết luật vô thường, không ai tránh khỏi những ngày đến lúc ra đi. Mà tim tôi nghẹn nghẹn nhói đau, vì bỏ lại con thơ một mình đơn độc. Rồi nó sẽ sống ra sao nơi chốn dương trần. Bà ơi, bao năm qua vì con thơ mà tôi chẳng qua thân mình. Dù không còn bà bên cạnh, dù gối mỏi chân mòn, tôi vẫn lam lũ nuôi con. Bà có biết không, tôi sợ lắm thời gian không dừng lại. Trong đêm tối một mình tôi suy nghĩ lo toan, sợ hơi tàn sức yếu ra đi. Rồi bỏ lại con thơ bơ vơ giữa dòng đời. Thời gian cứ mãi dần trôi, mà cha sắp phải đi xa, lo lắng suốt bao đêm thâu.
sợ con gặp bao chướng ngại, lòng cha không thể nào yên. Rồi ai chia sẻ cùng con lo lắng chờ che giông gió đời con. Khi ta được làm cha làm mẹ thì mới hiểu được tình thương của cha mẹ mình. Con ơi, cha đã già đâu có gì để lại, chỉ có tấm lòng cha gửi cho con. Nguyện cầu Đức Phật từ bi độ con thành đạt giúp đời mãi sau. Rồi chợt nhìn thấy bóng cha, còn ngồi đó với bao điều lo. Để ngày mai được sáng tươi, con níu nên người đời cha chuyện nhiều gió sương. Ôi cha hiền, người là vầng thái dương, tỏa nắng ấm sáng soi đời con. Kể từ khi mẹ cách xa, vai cha thêm nặng và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm. Nắng như dịu dắt bước con đi, chăm lo từng giấc ngủ êm đềm. Khuyên con phải sống yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Người là lẽ sống cho đời con, người là trăng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, mong cho cha mãi luôn bên con và cho con được sống trong tình thương hiền hòa. Nắng như dịu dàng chăm lo từng giấc ngủ êm đềm, khuyên con phải sống yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Người là lẽ sống cho đời con, người là trăng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên con và cho con được sống trong tình thương hiền hòa. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Người là lẽ sống cho đời con, người là trăng khuya trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi. Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên con và cho con được sống trong tình thương hiền hòa. Ôi cha hiền, người là vầng thái dương, tỏa nắng ấm sáng soi đời con. Chào sư phụ, vô con chào tất cả.
nước cả đời cả đời sư phụ nhận lời rồi mai mốt gì cha lên đây với sư phụ. Hôm nay ai nhiệt liệt hưởng ứng chương trình giơ tay cho biết ạ. 100% ha. Sang năm sẽ xuất sắc hơn nữa.